Người nước ngoài tử vong trong chung cư cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Một người nước ngoài được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Ngày 13 tháng 10, Công an quận Bình Thạnh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân một người mang quốc tịch nước ngoài tử vong trong căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn. Khoảng 22 giờ ngày 12 tháng 10, một số cư dân phát hiện một người mang quốc tịch nước ngoài tử vong trong tư thế treo cổ tại căn hộ chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Công an quận Bình Thạnh đã đến phong tỏa căn hộ, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Danh tính người này chưa được công an tiết lộ. Một số cư dân sống tại đây cho biết nạn nhân là nam giới, người này sống khép kín.